Trung tâm Phật giáo Khuôn Việt, Chùa Pháp Quang thông báo: Kính thưa quý Phật tử, nhân dịp lễ vía Đức Phật Dược Sư và có quý chư tôn đức từ Việt Nam, California và Oklahoma viếng thăm, Chùa Pháp Quang sẽ tổ chức Đại Trai Đàn Chẩn Tế và Đại Pháp Hội Dược Sư, 7 đàn Dược Sư thiết lập thắp đèn Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư trong 49 ngày, cầu phúc thọ vì lợi ích của Phật tử được giải trừ 9 thứ hoạch từ. Chương trình thứ 7 ngày 26 tháng 10 năm 2019 vào lúc 3 giờ chiều, lễ Đại Trai Đàn Chẩn Tế, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 2019, 11 giờ sáng, lễ khai kinh Đại Pháp Hội Dược Sư, 12 giờ 30 trưa, lễ cúng dường trai tăng. Kính mời quý Phật tử dành chút thời giờ về chùa tụng kinh đông đủ. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc. Ban nghi lễ kính mời.